23 giờ đêm, phố phường đã chìm vào giấc ngủ. Đó cũng là thời điểm những chiến sĩ công an nhận nhiệm vụ có mặt tại điểm nóng Covid-19 để truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Len lỏi vào từng con hẻm nằm sâu trong khu dân cư, quyết không bỏ sót một trường hợp nào không thực hiện khai báo, sàng lọc y tế. Hơn một tháng qua thì chúng tôi đã phải trực chiến 100% tại đơn vị. Có những anh em phải về nhà lấy đồ dùng cá nhân nhưng mà chỉ đứng ở ngoài cổng và gọi vào. Hầu như là chưa có một đêm nào là anh em có được giấc ngủ tròn cả. Từ nơi hậu phương, gia đình, bố mẹ chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc để người lính, người chiến sĩ công an vững vàng hoàn thành nhiệm vụ. Thấy trên TV chiến sĩ hy sinh nữa thì cô rất là xúc động, mà cô rất là lo lắng cho tính mạng của con trai mình á. Nhưng mà mình cũng phải nén đau thương lại để mà mình động viên con mình, để cho con mình hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà thật tình trong lương tâm người mẹ lúc nào cũng lo lắng hết. Tôi vẫn động viên con là cố gắng là thực hiện cho nó đầy đủ về chức năng. Thứ hai nó là cái phòng tránh là tốt, phòng ấy trước là cho mình. Thứ hai nó là để rồi giữ gìn được sức khỏe, để rồi đẩy lùi dịch bệnh càng nhanh hơn càng tốt. Những cơn mưa dần nặng hạt thêm nhưng không ngăn được những bước chân của những người chiến sĩ. Những bước chân thầm lặng vì bình yên của cuộc sống.